muốn một lần tạ ơn với đời, chút mặn nồng cho tôi. Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi. Tình như nắng vội tắt chiều, tình không xa nhưng không thật gần. Tình như đá hoài những chờ mong. Bạn bè khắp nơi nhiều lần ghé thăm, nhưng chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau mà hoa phải gánh chịu. Hoa ơi, dù được cảnh báo suốt 14 tháng qua là sẽ có ngày như hôm nay, nhưng khi tin hoa về cõi vĩnh hằng vẫn làm đau buốt tại tim của đồng đội từ phố biển đến núi rừng Tây Nguyên. Chúng tôi cảm nhận như có một cơn sóng thần kinh hoàng đã thủ trôi đi tất cả niềm hy vọng rằng hoa sẽ bình phục và hiện diện trong ngày họp mặt tháng 10 năm nay, dù có đến bằng chiếc xe lăn thay tôi nản hộ. Vậy mà giờ đây hoa đã ra đi không một lời từ giã. Chúng tôi mất đi một người bạn, gia đình mất đi một người thân. Khi trời như một lời chia tay, đóa hoa vàng mong manh quay trời như một lời chia tay. Cảnh báo suốt 14 tháng qua là sẽ có ngày như hôm nay, nhưng khi tin hoa nhắm mắt lìa đời vẫn làm đau buốt tại tim của đồng đội từ phố biển đến núi rừng Tây Nguyên. Chúng tôi cảm nhận như có một cơn sóng thần kinh hoàng phủ xuống tập thể này và cuốn trôi đi tất cả niềm hy vọng rằng hoa sẽ bình phục và hiện diện trong ngày họp mặt tháng 10 năm nay, dù có đến bằng chiếc xe lăn hay trên đôi nàng gỗ. Vậy mà giờ đây hoa đã ra đi không một lời từ giã. Chúng tôi mất đi một người bạn, gia đình mất đi một người thân, chồng mất đi một người vợ đảm đang, con mất đi một người mẹ hiền lành. Tha ơi, còn nỗi đau nào hơn được nữa? Hoa có nghe gì không? Hoa có thấy gì không? Chiều hôm kia đồng đội đã đứng quay quần trước linh cữu, mỗi người một cành hoa chẳng, một nén hương trầm, hòa lẫn trong một giai điệu mồm của ca khúc tiễn đưa. Tất cả như một lời chia tay mà đồng đội mang đến đây với ước mơ duy nhất là được sưởi ấm trái tim hoa đang nằm trong chiếc quan tài dễ lành. Hoa ơi, chúng tôi làm sao quên được lúc sinh thời, hoa lúc nào cũng ưu tư nhiệt tình chia sẻ những khó khăn của tập thể này. Hãy vì tha cho những lỗi lầm, những bất hòa trong những ngày sống bên nhau nghe hoa. Biết nỗi gì đây thay dòng sử lệ. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn hoa mau về thiên quốc, ở nơi ấy về cuộc an bình và thánh thiện. Với niềm tin khi tôi giảm, chúng tôi xác định rằng sẽ gặp lại hoa trong ngày sau hết. Cuối cùng, xin thay mặt đội 75 Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghiêng, bị nghiêng, Sài Gòn. Dở cái bên gáp anh đây. Tượng trưng cho 52 mùa xuân đã đi qua cuộc đời hoa. Và 52 bông hoa đỏ nhân nghiêng dụng mô mình đắp thêm gáp lên hơn một phần mình đắp lên một phần đang đang nghĩ như là một phần sự đắm tại tim hoa. Một lần nữa chúng tôi xin tay đôi xí xí đó lắm là nặng công thức và các nơi đồng này kết bạn nhớ người đi xa bên tay ai cầm. We'll be right back.
khi tôi tiễn anh đi, chỉ còn phố đơn nghiêng nghiêng buồn. Khi tôi tiễn anh đi, ngập ngùi mưa từng chiều rơi xuống. Khi anh bỏ ra đi, để lại đây niềm thương. Nồng nàn ấm, dang vòng tay âu yếm.